Rồi, chào anh em nhé. Hôm nay buổi chiều gặp được một em Realme 5i khách spa lại nha, spa lại cho nó ok ha, thay nắp sâu này, thay màn hình này, tiến hành xử lý luôn nha anh em. Sẵn đang rành rành á, quay clip cho anh em tham khảo vui. Mấy con máy này thì mình cũng làm thường xuyên rồi, mình trả cái gì đặc biệt. Màn về rất là nặng nha, gần như là vứt, không có tận dụng được gì nữa, buộc thay mới thôi.